Tôi qua với tất cả các bạn thì cái tình hình ở trong nước 1-2 ngày gần đây. Vâng, ở 1-2 ngày gần đây thì là bọn dân chủ quậy ở trong nước và bọn chống cộng cực đoan, chúng nó cứ hô hào, tức là vào dịp mùng 2/9 này, tức là vào ngày mùng 4/9, chúng nó coi như là sẽ tổ chức tổng biểu tình để lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, thì trước mắt tôi thấy ở trên cái kênh Thằng Biển Mặn và một số cái kênh của cái bọn mà dân chủ quậy trong nước, hiện nay chúng nó lại bới móc cái chuyện mà cái chữ viết do cái ông giáo sư Bùi Hiền ấy, thì là ông đưa ra. Thì trước kia thì tôi đã nói về cái chuyện chữ viết của ông Bùi Hiền là ông đưa ra rồi, thì hôm nay tôi nói sơ qua cho tất cả các bạn biết. Đây là cái công trình của cá nhân tự ông Bùi Hiền ông ấy đưa ra về cái cải cách cái chữ viết tiếng Việt, tức là ví dụ như chữ N, chữ G chẳng hạn, là trước kia mình gọi là chữ ngờ, nhưng bây giờ ví dụ ông đổi thành mỗi chữ G không thôi, thì để tức là cải tạo chữ viết để cho nó ngắn gọn đi, chứ còn lại là tiếng nói hoặc tất cả các thứ này là không thay đổi. Nhưng mà đây là cái công trình nghiên cứu của một cái cá nhân thôi. Ví dụ là bạn có tài, bạn vẫn cứ nghiên cứu và bạn đưa ra. Còn lại ví dụ là nhân dân có chấp nhận hay không, nhất là ví dụ là Bộ Giáo dục Đào tạo có chấp nhận hay không, và cuối cùng là cái chuyện chữ viết là vẫn vấn đề của cả quốc gia, cho nên phải phải Quốc hội có chấp nhận. Đầu tiên là Bộ Giáo dục Đào tạo, sau đó Quốc hội chấp nhận, và những cái này quan trọng có khả năng là phải lấy ý kiến của nhân dân nữa thì là mới đưa ra ứng dụng được. Nhưng ở đây ví dụ là ông có đang thử nghiệm hoặc thế này khác thì là đấy là công trình của riêng ông ấy thôi, chưa có một cái gì hết đấy. Thì bắt đầu coi như là bọn dân chủ quậy ở trong nước bắt đầu nó mới đưa ra, chúng nó nói rằng là coi như là kết hợp với chuyện này nữa để cho cái cuộc coi như là xúc tác để cho cái cuộc biểu tình ngày mùng 4/9 này, để cho nó có nhiều cái hương vị hơn. Nên chúng nó ngu si đần độn. Đây là cái chuyện ví dụ như bạn tôi hoặc tất cả mọi người đấy có tài đấy thì nghiên cứu ra một cái vấn đề gì đó thì mình đưa ra, nhưng mà đưa ra các xã hội chấp nhận hay không, hoặc là nhà nước chấp nhận hay không, Bộ Giáo dục Đào tạo có chấp nhận hay không, thì là mới 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 ấy mới 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 đưa ứng dụng. Mà khi ví dụ là thay đổi một cái chữ viết đấy, ví dụ một số điểm của chữ viết của một cái tiếng Việt của một dân tộc, thì nói chung là nó phải qua rất nhiều khâu. Nhưng mà nói chung là bọn nó thì nói chung là cứ có một cái cớ nào đó là bắt đầu chúng nó làm tùm lùm dùm beng lên, cứ làm như là ở coi như là Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc là Quốc hội nó như đã đồng ý những cái chữ viết đây rồi. Cho nên là bây giờ ví dụ bạn nào có tài đấy, bạn sáng tác ra một cái các ra một cái vấn đề gì, hoặc cái chữ viết đi, hoặc một cái vấn đề gì đấy. Đây là vấn đề đổi mới đấy, thì tất cả những người Việt Nam ví dụ là có những cái ví dụ là sáng kiến gì, tất cả các thứ các bạn cứ đưa ra, đúng không? Còn xã hội có chấp nhận hay không, nhân dân có chấp nhận hay không, đó là một cái chuyện khác. Cho nên là những cái trò là của bọn dân chủ quậy trong nước, nói chung là bà con mình phải hết sức cảnh giác, đúng không? Đấy, khi nào ví dụ nó đưa ra, ví dụ như nhà nước đưa ra một cái dự luật nào đó, tất cả các thứ ấy, thì mình nói chung mình mới gọi là có ý kiến cái này khác. Vâng, đấy là tôi chỉ có nói sơ qua về cái chữ viết mà do giáo sư Bùi Hiền ông ấy đưa ra thôi. Đấy. Còn ví dụ có thử nghiệm, ví dụ là có khả năng ví dụ là ông ấy dựa vào một cái cuốn sách lịch sử tập 1 nào đấy, đấy để mà tham khảo. Đấy. Thì ông ấy kệ, ông ấy dựa vào cái đấy, ông ấy viết cái chuyện này do nghiên cứu. Nghe một cái thông, tức là cái... Bây giờ ví dụ là ông ấy dựa vào một cái hình như là cái cuốn sách lịch sử tham khảo ấy, tập 1 của lớp 7. Thì bắt đầu ông ấy viết cái chuyện này, nghiên cứu của ông ấy thôi, đúng không? Thì bây giờ tôi gọi là mình chưa có một cái gì cả. Thì nói chung đấy là một cái cá nhân. Cho nên tôi thấy ngày xưa cũng có ầm ĩ lên cái chuyện này rồi. Nhưng mà tôi bảo đấy là cái sáng kiến của một con người, người ta đưa ra cho xã hội. Trong xã hội có chấp nhận hay không, hoặc như thế nào. Nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn, tất cả mọi cái mới thì đưa ra, chẳng hạn thì chung là ví dụ mình có phát biểu chẳng hạn, hoặc mình có quan tâm thì mình phải nghiên cứu thật là kỹ. Vì đây là cái công trình của một cái giáo sư, chứ không phải là một cái người dân bình thường. Cho nên mình phải, trước khi mình phát biểu hoặc mình nói lên một điều gì đó, thì mình phải tìm hiểu cho thật là kỹ. Vâng, đấy là về cái chuyện mà chữ viết thì mình nói sơ sơ qua. Bây giờ tại vì cái bọn dân chủ quậy trong nước ấy,
Chiều nay tôi xem mấy kênh, tức là nó cũng hô hào, tức là nó bảo thôi ngày 4 tháng 9 thì biểu tình. Nhân cái việc mà cái chữ viết của ông Bùi Hiền này, nó, tức là nó đưa ra một cái để kích động lòng dân như thế này khác. Và chúng nó toàn coi như dựa vào đấy để nó xuyên tạc, nó bảo là coi như Bộ Giáo dục Đào tạo, nghe chưa, đã coi như đồng ý để cho mà coi như là cái ông Bùi Hiền này, coi như ông ấy áp dụng vào cái chữ viết mới vào trong năm học năm nay. Chúng nó cứ làm như là dân Việt Nam toàn một người coi như là một ngu không bằng, đúng không? Vâng, thì thôi bây giờ cái chuyện chữ viết của công Bùi Hiền thì mình nói chung là mình phải bẻ gãy những cái luận điệu xuyên tạc của chúng ta. Vâng, còn lại là trong lúc chờ Xuân Tây Khả Long.